Xin chào tất cả mọi người. Chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là phụ kiện nón bảo hộ đi kèm. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nhé. Ngày nay, việc sử dụng đồ bảo hộ trong các công trình đã trở nên phổ biến hơn. Đặc biệt, mũ bảo hộ đã trở thành một sản phẩm không thể thiếu giúp hạn chế lực tác động vào phần đầu. Nhưng tùy vào tính chất của mỗi công việc khác nhau, chúng ta sẽ phải trang bị thêm những phụ kiện nón kèm theo để hỗ trợ cho mũ bảo hộ. Vậy phụ kiện nón bảo hộ là gì? Đó là những sản phẩm kèm theo để gắn vào mũ bảo hộ. Những phụ kiện đó sẽ bao gồm như đai nón, quai nón, kính chắn bụi, đèn pin. Việc trang bị những phụ kiện này sẽ hỗ trợ cho công nhân khi phải làm trong những môi trường đầy khói. Đầu tiên là đai mũ bảo hộ. Đây là bộ phận nằm phía bên trong mũ bảo hộ được bao bọc bởi vỏ mũ. Phần này thường được thiết kế gồm có 4 đai hoặc 6 đai tùy mũ nhằm tạo sự cân bằng cho mũ khi đội vào. Đồng thời đai mũ ôm sát vào đầu và tạo một khoảng trống với vỏ mũ nhằm bảo vệ đầu và giảm lực khi có vật tác động. Theo là dây quai mũ được thiết kế nằm ở phía ngoài, thường được làm từ chất liệu vải sợi mềm mại nhưng có độ bền chắc. Quai mũ dày dặn và được gắn chặt vào thành mũ. Việc thiết kế thêm quai mũ nhằm giữ chặt nón không bị rớt ra ngoài khi hoạt động. Bảo hộ có kính chắn che mặt. Loại kính được gắn vào mũ bảo hộ được làm từ chất liệu polycarbonate cao cấp, có khả năng chống bụi, không thấm nước và có độ bền cao. Đặc biệt loại kính này còn có khả năng chống các tia cực tím, ngăn chặn các tia bức xạ UV có hại đến da của con người. Do đó việc gắn thêm kính bảo hộ là một phụ kiện tuyệt vời cho mũ. Và cuối cùng là đèn pin gắn vào mũ bảo hộ. Đây là một loại đèn pin đội đầu siêu sáng. Được thiết kế có cấu tạo gồm một chiếc dây và một chiếc đèn pin nhỏ. Đèn pin thường được làm từ chất liệu nhôm không gỉ, có khả năng chịu được va đập mạnh và tuổi thọ sản phẩm lớn. Đội mũ bảo hộ có đèn pin giúp người công nhân soi sáng đường đi, giúp họ cảm thấy yên tâm hơn. Có thể thấy rằng mỗi phụ kiện khác nhau sẽ mang lại thêm những công dụng riêng biệt khác nhau để hỗ trợ công nhân trong quá trình làm việc. Do đó những phụ kiện nón này có tầm quan trọng rất lớn. Bảo hộ xanh mong rằng với những chia sẻ vừa rồi về các phụ kiện nón bảo hộ đã giúp bạn biết thêm nhiều hơn về các sản phẩm bảo hộ lao động. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của Bảo hộ xanh để xem thêm nhiều video nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.